Chúng tôi vừa nhận được breaking news, tin tức báo cáo từ trong nước, nước Ukraine đó, và được Business Insider loan tải ngày hôm nay là cá nhân ông Tổng thống Ukraine là Zelensky đó, người được xem là anh hùng hiện nay, đã được lệnh của Kremlin, Putin ra lệnh cho 400 lính đánh thuê tìm kiếm Zelensky để giết. Vì lý do họ muốn chặt đầu con rắn hoặc là chặt đầu cái người mà lãnh đạo hiện nay được xem là cái người nguy hiểm thân phương Tây nhất. Và hầu như mỗi vài tiếng đồng hồ vừa qua đó, chúng tôi vào trong YouTube hoặc là vào trong tin tức luôn luôn nhìn thấy hình ảnh của ông Tổng thống Zelensky. Ông hiện nay được xem là người anh hùng không chỉ riêng cho Ukraine mà cả thế giới luôn. Cũng là người điều động, kêu gọi người dân cầm súng chống lại Putin. Thế nhưng đây là một cái tin, nếu như ông Zelensky bị giết thì lại sẽ bùng ra một cái chuyện còn khủng khiếp hơn nữa. Bởi vì chúng tôi nghĩ rằng đây là cái cuộc chiến mà khó lòng mà có thể kết thúc như là Putin muốn. Cho dù Putin giết nhiều người hoặc là giết luôn cả ông Tổng thống này nữa đó, nhưng mà cái lòng dân nó quan trọng. Thì như Ngọc Lan hồi nãy có đề cập đến cái chuyện mà quân Tàu đánh Việt Nam chúng ta cả bao nhiêu ngàn năm trước, phải không ạ? Quân Nguyên cổ đủ hết đó. Nhưng mà cuối cùng chúng ta mới đầu thì bị phải thần phục, phải chiều cống, giết, nhưng mà cái thành phần mà chống đối đó, nó xây dựng những cái cuộc mà kháng chiến chống giặc. Và người Ukraine cũng thế thôi, họ hiểu rất rõ những cái hoạt động của người Nga trong thời gian qua. Chính vì thế cái chuyện này càng ngày càng lớn mạnh hơn.